Rồi hôm nay mình giới thiệu cho các bạn bộ combo khoan vít mài brushless LED nhá, không giữa than của thằng Ryobi nhá. Rồi. Hai bộ nha, hai bộ tầm 90% á. Rồi đầu tiên là con bắt vít này. Bắt vít pin 2.5 nhá. Bộ của nó là 3 máy, 2 pin 5A, 1 pin 2.5, 1 sạc. Con vít của nó thì mình giới thiệu cho các bạn luôn. Vít của nó sẽ có 3 chế độ nha. 3 chế độ nhanh chậm và chế độ auto nhanh chậm bằng cò này. Đây là số 1 nha. Số 2 này. Số 3 này. Máy rất là mạnh nha, máy này bắn tôn gì rất là ngon. Đó, máy mạnh. Còn đây là con khoan nha. Con khoan nó là sẽ có đồ búa nha, có đèn led tự ngắt này, đó. Khi các bạn mà vặn vít đến độ nặng nó sẽ tự ngắt nha, ngắt máy, tắt máy. Chế độ khoan sắt gỗ này. Còn đây là chế độ khoan tường này. Đó, còn đây là bắt vít cấp độ ngắt có đèn led nha. Đó, đây số 1 này. Đó, số 1. Số 2 này. Đó. Pin của nó pin 5A nhá. Con mài này, mài cũng pin 5A này. Mài này là cũng không chổi than nha, đá của nó đá 125 nha. Cốt lớn. Loại này là các bạn mua đá 100 vẫn xài được nhưng mà phải xài cốt lớn nha. Đó. Máy rất là mạnh nha, 1.100 vòng trên phút, à 11.000 vòng trên 1 phút á. Nó rất là ngon. Đó. Đây. Đó. Máy móc rất là ngon nhá. Rồi một bộ này là có giá 10 triệu nha mấy bạn. Khoan vít mài 2 pin 5A, 1 pin 2.5, 1 sạc. Đó, bộ này 10 triệu nha mấy bạn. Đó, có hai bộ này. Giống nhau luôn á. Thì bạn nào mua thì liên hệ mình nhá. Bộ 3 món xài công trình 10 triệu. Đó. Này. Khoan. Mài. Đó. Rồi. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Số điện thoại của mình là 093 117 2897. Bộ 10 triệu bao gồm 3 máy không chổi than, con khoan có búa, vít búa ngang, mài, mài 11.000 vòng trên phút. Rồi 3 pin, 2 pin 5A, 1 pin 2.5, 1 sạc, 10 triệu. Số điện thoại của mình là 093 117 2897. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha.